nhưng phải phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn. Còn trong chiều nay phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những kết quả trong lĩnh